Biên tập viên Phương Hoa kính chào quý vị và các bạn. Câu chuyện quốc tế chiều Chủ nhật 28 tháng 10 hôm nay, như thường lệ, sẽ giúp quý vị có cái nhìn sâu và tổng quát về một sự kiện, vấn đề quốc tế nổi bật trong tuần. Thưa quý vị, một trong những sự kiện nổi bật nhất trong tuần có thể nói là chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong 3 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức của một Thủ tướng Nhật Bản đến Trung Quốc kể từ năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Hiệp ước Hòa bình hữu nghị giữa hai quốc gia. Theo giới quan sát, tín hiệu tích cực này đang mở ra những cơ hội hợp tác mới, cũng như cải thiện quan hệ giữa hai bên vốn vẫn đang tồn tại nhiều mâu thuẫn. Khách mời của chương trình là tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao, sẽ phân tích rõ mục đích, kết quả chuyến thăm, cũng như triển vọng quan hệ Trung Nhật thời gian tới. Trước hết sẽ là những thông tin chính trong tuần. Thu hẹp khoảng cách, chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác là mục tiêu chính của cả Bắc Kinh và Tokyo trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong đó, sôi động với kinh tế là nhận định của giới phân tích khi đánh giá kết quả chuyến thăm của ông Abe tới Trung Quốc. Sự xuất hiện của phái đoàn hùng hậu với khoảng 1.000 đại diện doanh nghiệp Nhật Bản tháp tùng ông Abe đến Bắc Kinh đã thể hiện rõ ràng mục tiêu hàng đầu của hai nước, đó là tăng cường hợp tác kinh tế trên nhiều lĩnh vực. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Abe đã có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo hai nước không ngừng khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác song phương đối với lợi ích của hai nước nói riêng và hòa bình ổn định của khu vực nói chung. Đánh giá kết quả sau các cuộc gặp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, các bên đều nhất trí kiểm soát các bất đồng, thúc đẩy quan hệ song phương. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc và Nhật Bản là hai nền kinh tế lớn của thế giới, nên đảm bảo thương mại tự do để thúc đẩy một nền kinh tế mở toàn cầu. Thủ tướng Abe nhấn mạnh là hai quốc gia láng giềng quan trọng và đối tác chiến lược của nhau. Hai bên không nên là mối đe dọa lẫn nhau. Theo giới quan sát, nổi bật nhất trong lĩnh vực hợp tác kinh tế lần này chính là sự thể hiện một mặt trận đoàn kết giữa hai bên về thực hiện thương mại tự do và bình đẳng. 50 thỏa thuận kinh tế với tổng trị giá khoảng 18 tỷ đô la Mỹ được ký kết trong chuyến thăm trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ giảm bớt căng thẳng trên biển đến hợp tác trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, năng lượng, phát triển hạ tầng và công nghệ, là dấu hiệu của sự chuyển mình mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin chính về chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong tuần. Bây giờ như đã giới thiệu sẽ là những phân tích của vị khách mời là tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xin chào ông Trần Việt Thái ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, có thể thấy là thời gian gần đây mối quan hệ Trung Nhật đang có các cái bước đi cải thiện quan hệ như là chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc hồi tháng 5 và tuần này là chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trước hết thì ông có thể lý giải những động lực đã kéo hai nước vốn có nhiều mâu thuẫn lại gần nhau như vậy ạ? Vâng, đúng là như vậy. Chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của ông Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể nói là đây là một trong những cái động thái rất đáng chú ý trong quan hệ quốc tế thời gian qua. Nói về những cái động lực để đưa hai cái quốc gia mâu thuẫn nhau này xích lại gần nhau thì chúng tôi thấy nó có hai cái nhóm động lực, những động lực bên trong và những động lực bên ngoài. Trước hết nói về những động lực bên trong thì hiện nay cả Nhật Bản và Trung Quốc đều cần cái mối quan hệ Nhật-Trung được cải thiện. Từ bên trong Nhật Bản thì hiện nay Nhật có nhu cầu ổn định và đặc biệt là sau khi ông Shinzo Abe thắng cử trở thành Thủ tướng cho đến 2021 thì Nhật Bản đang có nhu cầu hợp tác với Trung Quốc để đảm bảo tổ chức thành công cái Thế vận hội Olympic dự kiến sẽ tổ chức vào 2020. Ngược lại, về phía Trung Quốc thì Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh diễn ra cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay. Do vậy, Trung Quốc cũng cần cái sự hợp tác của Nhật, đặc biệt là sự hợp tác về kinh tế thương mại. Thế còn một trong cái nguyên nhân khác nữa là cái động lực ở bên ngoài. Cái động lực ở bên ngoài thì trước hết phải kể đến cái cả hai nước hiện nay đều đang có cái vấn đề trong xử lý quan hệ với ông Donald Trump. Trung Quốc thì đang phải đối phó với Mỹ về cái cuộc chiến tranh thương mại đang rất phức tạp. Ngược lại thì ông Shinzo Abe hiện nay và Nhật cũng đã phải chấp nhận để đi vào đàm phán với Mỹ về cái khuôn khổ thương mại mới nhằm xử lý các cái vấn đề thặng dư thương mại giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Do vậy có thể nói là trong lúc mà cả hai đều đang gặp khó khăn trong việc xử lý quan hệ với Mỹ thì họ cần cải thiện quan hệ với nhau để giữ ổn định và tạo ra một cái thế có lợi cho cả hai nước trong quan hệ không chỉ với Mỹ với cả khu vực.
Vâng, thưa ông, với những cái mục tiêu chiến lược như vậy thì liệu lãnh đạo hai bên sau chuyến thăm lần này có đạt được những cái mục đích đã đề ra hay không, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, trong bối cảnh là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn đang căng thẳng làm tổn hại đến nền kinh tế hai bên như ông cũng vừa nhắc tới ạ? Vâng, có thể nói là trọng tâm của chuyến đi, cái lý do chính ấy, của chuyến đi đấy là để cải thiện quan hệ và đặc biệt là để kỷ niệm 40 năm ngày ký cái Hiệp ước Hòa bình Trung-Nhật. Thì đấy là cái lý do chính. Tuy nhiên đằng sau cái lý do chính công khai đó thì tôi nghĩ là cái mấu chốt nhất của cái chuyến đi đó là cái thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại. Có thể nói lần này đoàn của Nhật Bản đã sang Trung Quốc với một cái lượng doanh nghiệp rất là lớn. 1.400 doanh nghiệp đã đi theo Thủ tướng Shinzo Abe. Thời gian vừa rồi có những cái dấu hiệu rất là mới. Tức là một số doanh nghiệp Nhật Bản do lo ngại bị tác động bởi cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cho nên đã lặng lẽ dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Và điều này là Trung Quốc không muốn. Ngược lại, cái thị trường rất lớn của Trung Quốc thì cũng làm cho các doanh nghiệp Nhật Bản cũng rất là thèm muốn. Nhưng trong bối cảnh khó khăn hiện nay, họ cần phải có những cái cam kết chính trị. Và vì vậy mà cái chuyến đi lần này có thể nói đó là sự kết hợp hài hòa giữa chính trị và kinh tế để tạo được cái lợi ích lớn cho cả hai phía. Ở ngoài ra thì còn rất nhiều những cái nội dung khác đáng chú ý. Trong đó có cái việc là Nhật Bản đã ngừng cung cấp ODA cho Mỹ và chính thức nhận Trung Quốc là đối tác, có thể nói là bình đẳng với Nhật Bản. Đây là cái điểm rất khác biệt, nó đánh dấu cái quan hệ Trung-Nhật bước sang một cái giai đoạn mới. Ngoài ra thì hai bên cũng còn có những cái thỏa thuận khác, ví dụ như là Trung Quốc mời gọi Nhật Bản về tham gia vào các dự án vành đai con đường. Có thể nói đây là một cái chuyến đi khá toàn diện, nhưng trọng tâm vẫn là cải thiện quan hệ, vẫn là tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và một số cái yếu tố chính trị khác. Vâng ạ, trong một tuyên bố thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhấn mạnh rằng là hai nước Trung Quốc và Nhật Bản cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực. Vậy chúng ta nên hiểu tuyên bố này như thế nào và để hiện thực hóa điều này thì lãnh đạo hai nước cần phải vượt qua những thách thức nào thưa ông ạ? Vâng, cái câu hỏi của chị có hai ý. Ý thứ nhất là nên hiểu cái tuyên bố của lãnh đạo cấp cao Trung Nhật như thế nào. Thì tôi thấy có mấy cái ý nghĩa thế này. Cái ý nghĩa thứ nhất ấy, khi hai lãnh đạo của hai nền kinh tế hàng đầu khu vực tuyên bố như vậy, điều đó có nghĩa là cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có nhu cầu về hòa bình ổn định. Cái điểm thứ hai đấy là như vậy rõ ràng là hai bên vẫn còn tồn tại những khác biệt về cách làm thế nào để duy trì hòa bình ổn định. Và những cái sự nghi kỵ lẫn nhau là vẫn còn tồn tại. Và vì vậy mới phải có kêu gọi. Một cái điểm thứ ba đó là trong cái bối cảnh như hiện nay thì rõ ràng là hai bên có nhu cầu. Ở đây tôi muốn nói là cái nhu cầu tìm cách, một cái cách thích hợp nhất để vượt qua những khó khăn và ứng xử với nước Mỹ trong bối cảnh mà Mỹ đang tìm cách, có thể nói là đập đi xây lại rất nhiều những cái cơ chế, rất nhiều những cái thỏa thuận đã có trong nhiều thập kỷ qua. Thế còn làm thế nào để vượt qua được thách thức và để thực hiện được cái tuyên bố này thì tôi nghĩ là hiện nay nó còn rất nhiều những cái trở ngại. Trước hết là cái vấn đề yếu tố lịch sử. Phải nói là quan hệ Trung Nhật tồn tại rất nhiều cái nghi kỵ lịch sử. Ở Nhật Bản cũng như ở Trung Quốc, cái lòng tin vào nhau giữa hai nước Trung Nhật phải nói là rất thấp. Cái thứ hai nữa là tuyên bố như vậy thôi, ký được rất nhiều thỏa thuận rồi, nhưng bây giờ phải xem thực tác, thực tế hai bên hợp tác với nhau như thế nào. Cái yếu tố thứ ba đó là cái mức độ chi phối của các cái nhân tố bên ngoài, đặc biệt là nhân tố Mỹ. Nếu cái hợp tác này vượt quá những giới hạn mà Mỹ không mong muốn hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ, thì có thể nói Mỹ họ sẽ can thiệp vào thì sẽ rất phức tạp. Đó là chưa kể những cái biến số khác. Ở đây tôi muốn nói đến ví dụ như là tình hình bán đảo Triều Tiên, thế rồi là tình hình ở eo biển Đài Loan, rồi Hoa Đông, vân vân. Nói tóm lại là hiện nay có rất nhiều biến số, kể cả những cái tính toán chính trị của mỗi bên cũng còn rất khác biệt. Và đó chính là những cái thách thức mà hai bên cần phải vượt qua để biến cái tuyên bố này thành hiện thực. Vâng, cảm ơn ông với những phân tích và bình luận vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích của tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao về những mục đích, kết quả của chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tới đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế cũng sẽ khép lại tại đây, chương trình do biên tập viên Phương Hoa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.